rất là đông, tắt đường luôn các bạn ạ.
là đông luôn các bạn ạ. Dừng hết để báo các bạn ạ. Đây đặc biệt là có rất là nhiều gái xinh các bạn nhá. Sau một đợt dịch giã xong bây giờ lại bùng nổ lên các bạn nhá. Là thật sự là rất là vinh dự các bạn ạ. Tắt hết cả đường xuống dưới kia rồi các bạn.